Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta hiện tại đang đến với một cái em Dragon. HNT đã luyện thành công cho chú ấy lên 2 sao. Wow, rất là tuyệt vời luôn đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái baby này đi chiến đấu cho các bạn xem. Ngưỡng sức mạnh khi đạt được 2 sao của Sumo. Wow, Holy, chắc có lẽ phải đưa chú ấy về nhà nghỉ rồi. Baby bánh gạo Nhật Bản 2 sao của chúng ta, với một cái thân hình úc ịch cực kỳ dễ thương và đáng yêu. Sẽ cùng xem chú ấy làm được gì, sức mạnh ra sao. Wow, đầu tiên hiện tại chúng ta đang gặp một cái tem đội hình gồm 3 con Heroic khá là đẳng cấp và VIP. Và các bạn xem video đừng quên bấm subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh HNT Channel và mở thông báo lên hình cái chuông kế bên nút đăng ký, để khi HNT ra video hay livestream thì các bạn sẽ được nhận thông báo vào chơi banh cho vui. Và đừng quên like và share video qua Facebook ủng hộ anh với. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc đại chiến giữa khủng long và cái con long khủng này. Ok, con này nhìn nó rất là ngầu luôn. Cái luồng nộ khí xung thiên xung quanh người chú ấy nhìn rất là to và bự. Nhưng không vì vậy mà chúng ta lại ngao ngán chú ấy. Đầu tiên hai ta sẽ sử dụng bánh gạo Nhật Bản. Dứt điểm thành công chỉ một chiêu. Con cá này đang mang trong người sức mạnh của một anh đại level 32 đẳng cấp Max chưa A cộng. Và chúng ta không vì vậy mà ngần ngại với chú ấy. Kính công Kaka, một trong những con khỉ có sức mạnh tiềm ẩn mà nó ẩn hoài tìm không ra. 29.000 máu là lượng máu còn lại của cái bé Proxy đến từ tem bạn. Chú cá này nhìn rất là ngầu nha. Các bạn không biết ha, các bạn nhìn như thấy như thế nào chứ HNT nhìn rõ nét từng cm và nhìn được cái người của chú ấy rất là đẹp luôn. Thả thính thành công, nguyên một đàn ông mật vừa bao vanh lấy cái con Dragon hệ nước. Tiếp theo là Lubo. Với cái ngưỡng sức mạnh này thì Lubo level 30 nguyên một cái dàn xích sắt xung quanh người đã thể hiện lên cái khả năng của chú ấy. Ôi, nhưng mà kinh công thì không phải dạng vừa đâu, 50.000 máu. Lượng đam rất to và bự. Wow, điểm thành công và chúng ta chiến thắng khá là nhẹ nhàng trong cái pha xử lý vừa rồi. 400 điểm và vẫn nhận được 90 coi. 90 coi điểm để chơi Advance các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một chút xíu nha. Lần này thì cho cái con gọi là chiến binh băng giá của chúng ta mang nguyên một cái bộ giáp bằng băng luôn. Ôi là la, 33, 35, hai con level 35. Khủng, hai con khủng long luôn mới ghê đấy chứ. Hai con hàng khủng mà có long luôn. 47, lượng máu cho ấy chỉ còn có 13 thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho cái con bánh gạo Nhật Bản này ra gẹo chọc. Sử dụng cái bụng ụp ịch của chú ấy hất tung thành công tên bạn. Bây giờ tới cái con Horatio Siro. Bắt xe nhẹ một cái bằng cái tuyệt chiêu giống như cánh quạt vậy. Khủng long bạo chủ đang cố gắng đáp trả lời với lượng sát thương là 37 và 36 cả 6. Một cái tình huống khá là khó ngon ăn. 20.000 các bạn, tên bạn còn là 17.000. Bánh gạo Nhật Bản của chúng ta làm lên ở 17.000 không chứ hả? Level 20 rồi, dù sao cũng 2 sao mà. Quốc phát coi, 20.000 đam. Wow, thật không thể tin được nữ sát thương đến từ bánh gạo. Anh không nghĩ cái con bánh gạo của anh nó lại mạnh đến vậy luôn ấy. Wow, cái gì vậy, what the hell? Không thể tin được. Ủa tại sao chúng ta thua vậy? Sao anh nhìn cái tem anh rất là hổ báo trường mẫu giáo mà sao lại có thể thua một cái đội hình. Ok, được rồi, anh không chấp nhận điều này. Chúng ta phải chiến đấu lại, chơi hết mình luôn. Đầu tiên thì bình tĩnh. Chúng ta phải có một cái độ bình tĩnh. Ở đây tem bạn đang được đam với mình, không thể giỡn được vì ở đây ba con Heroic chứ không phải là Legend.
Nếu như mà là legend thì anh có thể hốt trong vòng một nốt nhạc được. Bánh gạo Nhật Bản tung chiêu và hốt sát thành công một em khủng long. Horatio, khủng long bạo chúa đang lao ra. Ấy da dạ, để xem khủng long với trâu mộc ai sẽ trâu hơn. Nếu tính về cái độ trâu thì dường như không ai vượt qua ngưỡng của con trâu của anh rồi. Dứt điểm thành công, khủng long đã phải ngã xuống với pha dứt điểm đến từ bánh gạo Nhật Bản. Ồ, bây giờ chúng ta đang có hai con dragon Heroic đấu với một em level 33. Trận này mà thua xác định nghỉ game. Wow. Như các bạn trông thấy thì dường như là chúng ta rất là mạnh rồi. Ở đây thì mình sẽ đi vào một cái nơi bình yên khác vậy. Vì sao gọi chỗ này là bình yên? Vì cái chỗ này không có ai hơn mình cả. À, gọi là nắm ở đây rồi. Bây giờ cho cái con bánh gạo của mình ra nha. Dù sao nó là đẳng cấp legend và vừa lên được một ngôi sao nữa là hai ngôi. À, hôm nay sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng sức mạnh của bánh gạo 2 sao. Ui, bé Ali lưỡi dài chảy nước miếng rồi. Thôi vô nhìn nước miếng rồi đó, thấy thơm luôn em. Cái con này cái lưỡi nó nhìn ngầu quá. Wow, bây giờ thì tới cái con rồng nhiều mắt. Hình như là cái em này là mắt nhiều nhất luôn. Con rồng này có những đôi mắt nhiều nhất Dragon City. Đây là gì, 7 viên ngọc rồng à? 2, 4, 6, 7, trúng 7 viên ngọc rồng luôn. Không lẽ con này là con rồng cái mà 7 viên ngọc rồng triệu hồi được sao? 7 viên nhìn đúng đẹp, mỗi viên mỗi màu, gọi là 7 màu. Và nhận được thành phẩm con này, nếu như mà hoàn thành được thì chúng ta sẽ nhận được cái con đó trong vòng khoảng 1 ngày 18 tiếng nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái khu vực rất là gắt ở đây. Gắt thiệt chứ, 30 nè. Tính ra quýnh trận này cay đấy. À, cho ông già ra đi. Thần Long luôn. Như vậy là ok chứ hả? Bật luôn cái khiên đi. Chơi là phải nắm khoảng chừng 8-90% mới giành được chiến thắng. Nếu như mà vô mà sơ sẩy nhiều khi tam bạn nó gọi là đam bất ngờ. Ok, cảm ơn mọi thành viên vừa đăng ký kênh HNT nha. Và anh em nào mà chưa subscribe đừng quên subscribe liền và ngay lập tức luôn nha mọi người. Còn bây giờ thì xem ngưỡng sức mạnh của chú ấy nào. Wow, như vậy thì đây HNT sẽ cho các bạn xem sức mạnh của tình yêu nhỏ bé. Ngưỡng sát thương đam cực kỳ cao khi chúng ta thả thính. Cái gì có 29.000 vậy? Do những ngày qua ăn uống thiếu chất dinh dưỡng cho nên chú ấy đam không có cao. Bây giờ phải cho đổi qua lão già đi. À, con rồng râu dài, râu tóc bạc phơ. Ô, sao cái bé này mặn thế ta, gõ anh một cái mà muốn tắt thở luôn ấy. Level 30 một sao vàng thôi mà anh, dù sao là anh cũng 4 sao mà. Ôi cha, thôi rồi, không ổn các bạn ơi, con này mạnh ngoài sự dự tính của anh luôn. Mong rằng Long Vương có thể gọi là kiềm chế sức mạnh của chú ấy. Nhưng mà dường như Long Vương vô hiệu. Chúng ta bị kỵ hệ rồi, bị khắc hệ. Rồi, sát mà định rồi, cái tem này nó khắc hệ với cái tem của anh. Sau khi đưa ra quyết định sai lầm và chúng ta đã phải lãnh một cái hậu quả rất là ghê gớm luôn. Đó chính là hy sinh những con dragon mạnh nhất tem. Và bây giờ không vì điều này mà chúng ta lại chấp nhận hy sinh hay bỏ cuộc. Đi tìm những con yếu yếu hơn mình xíu đánh. Wow, 32, thôi mạnh quá nhịn đi. 40, 36, thôi nhịn luôn. Ồ, cái này đánh được nè. Đây, cái này anh sẽ mang cái bé gọi là cái bé lúc hồi nãy đâu rồi, level 20. Bánh gạo của anh nó trốn đâu rồi? Đó. Bánh gạo yêu dấu đâu rồi? Ôi, kiếm cái này lâu quá, kiếm vậy cho nó lẹ đi. Đây. Chắc chúng ta sẽ cho nó ăn xíu lên cho nó mập lên xíu nha.
chứ để nó level thấp quá nó quýnh không lại người ta. Máu lên 29k rồi, 31k luôn, 32k máu đó, 34k, 36 luôn, hết thức ăn luôn các bạn à. Cho hiện tại lên được 36k action. Và bây giờ thử cho bánh gạo đi lập kỷ lục thế giới nha mọi người. Đây, ngưỡng sức mạnh của bánh gạo với tuyệt chiêu cần sống tsunami, 25.000 đam khi ở ngưỡng level 26, 2 sao vàng. Đây, tiếp tục thi triển khả năng của mình với tuyệt chiêu hất bụng hay là lắc bụng đây. Ui, Dragon Hồ Ly, như các bạn đã trông thấy thì HNT có làm một cái tập về chú ấy luôn. Đúng là hồ ly rất là đẹp luôn các bạn à. Bắn ra những tia điện nhìn rất là ngầu. 27, 30, 31. Wow. Chơi không hay không chơi, không chơi hay chơi hay. Nói một câu, chơi luôn. Sazi. Và bây giờ bánh gạo được đam. Vẫn là câu nói ấy, sức mạnh huyền thoại. Cái gì cây vậy? Thiếu năng lượng rồi. Em ấy bị thiếu chất dinh dưỡng khi quýnh với cái bé này rồi các bạn ơi. Lắc bụng thành công nhưng mà chỉ hạ được một em. Thôi cho em này lui về các bạn, không cho nó ra đánh nữa. Đây, như các bạn biết thì sức mạnh đến từ chiến binh thép thất thương quyền được thi triển 37.000. Lượng sát thương cực khủng khi chú ấy ở chữ A cộng luôn. Wow. Anh không nghĩ đó là cái con thất thương quyền của chúng ta, chiến binh thép sức mạnh ghê gớm. Mười mấy ngàn, chết rồi, không có con nào được đam hết các bạn ơi, làm sao sống sót đây. Với em này tới 37.000 máu. Thiệt là một cái điều rất là khó xử cho tem. Không mà biết phải làm sao đây. Cố lên này chiến binh thép. Khi chú ấy không có tuyệt kỹ thì chú ấy quýnh đam khá là thấp. Bánh gạo lại sử dụng chiêu lắc bụng nhưng mà điều này giành chiến thắng. Chỉ có điều là chúng ta hy sinh hết hai con rất là mạnh của tem. Cố lên cho bánh gạo level 26 gánh tem, không biết nó gánh nổi không đây. Hai ly què. À, rồng đá, chúng ta có con rồng đá. Được rồi, cho rồng đá ra chơi luôn. 27, rồng đá mình mới level 20 rồi. Ông già level 27 luôn hả, gắt vậy. Có một con cấp E hay là chơi luôn. Gọi là chơi liều hay là chơi lầy. Wow, xin chào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kem sau sừng đỏ. Đam nhưng mà đam một cái là nó không tắt mà nó quýnh mình lại chắc có thể tắt. Dứt luôn. 28.000. Anh đẩy luôn nha mọi người. Sức mạnh của bánh gạo thì khỏi bàn. Một em vừa lên đường, em thứ hai GC đang lao ra. 14.000 đến từ cái cô bé giống như phù thủy này. Mentel giật đam lên. 1, 2, 3. Wow, được 3 cái. What the hell? Mém tắt thở. Mém tắt thở các bạn ơi. Cái gì vậy? Halloween sao đam yếu thế? Ôi. Nghĩ làm sao level 27 match với A cộng mà quýnh bèo như con bún thiêu vậy man. Và bây giờ đang chơi với em level 32. Không ổn mùi các bạn ơi, tình huống đang rất là căng thẳng luôn. Làm sao chịu đựng nổi với con này đây. 22.000 mốt. Cố lên 13.000 thôi. Sát thương gây ra vẫn chưa đủ. Bánh gạo không được đam thì sẽ cũng như cộng bún thiêu rồi. 17. Và tên bạn dứt điểm mình luôn. Một mình con dragon tím cần cả ba. Thật là kinh khủng. Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ đi ghẹo một cái khu vực khác mà người ta gọi là cái khu vực. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ đi ghẹo những thành viên kênh nha. Hiện tại là HNT có rất là nhiều thành viên rất là đáng yêu và dễ thương đây. Như các bạn trông thấy, một thành viên level 150, Max Level. Và HNT hay mượn cái nick của cậu này để làm video cho các bạn xem ở cái kênh HNT Gaming. Anh em nào chưa đăng ký kênh HNT Gaming thì có thể đăng ký ủng hộ anh với. Còn bây giờ thì để ghẹo chọc cái bạn này thì cần phải có một cái đội hình nó khủng khủng chút xíu. Action. Wow, cái gì đem cái bánh gạo Nhật Bản ra nữa. Oh my god, căng anh rồi. Nhưng mà không sao. Ôi dồi ôi, cái bé bánh gạo này anh nhai trong một nốt nhạc luôn, sát thương 55k khi một lượt đánh. Chuyện vặt. Hãy xem chiến binh băng của anh đây. Xúc liền 56.000 lượng đam rất khủng đến từ chiến binh băng. Ôi, chiến binh băng tem bạn đang cố gắng gọi là ghẹo chọc chiến binh băng của anh. Oh my god. Ok, vẫn cố gắng lầy lội tới giây phút cuối cùng các bạn à. 23 và mong là chú ấy quýnh anh chỉ 22 thôi. Yeah. Chúng ta vẫn suy đoán rất là chính xác. Và vì điều này cho nên chúng ta win chắc. Oh my god, cái gì nhìn nè. Không ổn các bạn ơi. Chiến thắng vẫn chưa nằm trong tầm tay khi sói ca tem bạn vẫn còn level 40. Chúng ta vừa hy sinh. Nhưng mà đây có thể là kết thúc tốt đẹp hay là để xem ai sẽ chiến thắng. Dứt điểm. Yeah. Quá tuyệt vời khi ngưỡng sát thương của chúng ta rất mạnh. Và HNT vừa dứt điểm thành công các bạn level 150, được 60.000 điểm kinh nghiệm. Ghê gớm. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi Advance nha. Ở đây thì HNT đang cố gắng lấy cái em này để lấy chìa khóa lấy cái con dragon màu trắng. Oh my god. Nghèo đúng nghèo luôn rồi. Chìa khóa trắng này mới lấy được cái con kia. Wow. Wow, và hiện tại HNT đang up cái con này. HNT đã lấy được một cái con đẳng cấp Legend nằm ở trong cái Advance rồi. Đang chờ cái ngày mà nó ra các bạn. Đó, và các bạn sẽ được xem cái con Dragon rất là đẹp đẳng cấp Legend. Rồi, và anh em ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì cho anh một subscribe nha. Nhớ bấm đăng ký và mở thông báo hình cái chuông. Cái bên nút đăng ký lên để khi anh ra video hoặc là livestream anh em sẽ được nhận thông báo vào chơi bên cho vui. Và đừng quên like và chia sẻ video qua Facebook ủng hộ anh với để có động lực mà ra nhiều video hay và hấp dẫn cho mọi người xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.